Nghe một vị thiền sư nói tu theo đạo Phật là sống trong giây phút hiện tại. Vậy khi mình làm thiện hồi hướng đạo quả giải thoát thì có sống trong giây phút hiện tại hay không? Quý vị cần phải hiểu rõ là chúng ta không chơi với ngôn ngữ, không chơi đùa với ngôn ngữ. Sư nhấn mạnh là không chơi đùa với ngôn ngữ. Theo trong kinh tạng, Đức Phật nói là giữ sự chánh niệm liên tục, giữ sự chánh niệm liên tục ngay trong những cái gì nó xảy ra trước mắt đấy, như là trong cái kinh nãy sư nói là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng đó, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Có nghĩa là vị ấy chánh niệm tỉnh giác ngay trong giây phút hiện tại, biết rõ thở vào, biết rõ thở vào, thở ra, biết rõ thở ra, hoặc vậy biết rõ tâm có tham, biết rõ tâm có tham, tâm không có tham, biết rõ tâm không có tham, tâm có sân, biết rõ tâm có sân, tâm không có sân, biết rõ tâm không có sân. Có nghĩa là nói đến cái chuyện thực hành tứ niệm xứ, giữ sự chánh niệm liên tục trong tứ niệm xứ ngay trong giây phút hiện tại này, cái gì đang diễn ra thấy biết rõ như thật, nó y như thế đó. Nói về pháp hành, sư nhấn mạnh với quý vị làm ơn đừng chơi đùa với ngôn ngữ. Bởi vì việc chúng ta chơi đùa với ngôn ngữ đó, tự chúng ta là người bị hại chứ không ai bị hại hết trơn. Tự chúng ta làm hại chúng ta. Khi mà chúng ta chơi đùa với ngôn ngữ, chúng ta không đi đến thực tánh của các pháp, chúng ta tốn thời gian để tranh cãi nhau. Thay vì như vậy, chúng ta nên dành thời gian cho việc tu tập. Ha. Còn cái chuyện mà quý vị làm thiện, thí dụ như bố thí, thì phải biết rõ, đối với người thực hành tứ niệm xứ, biết rõ tâm đang không có tham, biết rõ tâm đang không có tham, hoặc là vẽ biết rõ đây là tâm thiện, tâm thiện, tâm bố thí, thì vẽ biết rõ đây là tâm thiện, biết rõ liên tục duy trì sự những biết rõ đó, đây là tâm thiện, hoặc là từng cái hành động đưa ra để bố thí, vị ấy theo dõi từng hành động đó, vị ấy biết rõ. Đấy. Có nghĩa là ngay trong sự bố thí đó, vị ấy phải giữ chánh niệm liên tục thì mới được gọi là sống trong giây phút hiện tại. Còn nếu như không được như vậy thì thiện thì nó vẫn là thiện, nhưng mà nó không có sự chánh niệm. Đơn giản vậy thôi. Đó. Tại vì trong Bát Chánh Đạo đó, cái chánh chánh niệm nó chỉ nó là một phần ở trong đó, nó còn có các chi phần còn lại. Đó. Cái việc mà chúng ta bố thí đó, bố thí mà không có chánh niệm đó thì nó vẫn là cái chánh nghiệp. Ha, chánh nghiệp có nghĩa là các cái hành động mà đem lại lợi mình lợi người, nó không có hại mình hại người, đem lại các cái điều thiện, những cái điều tốt lành thì nó là chánh nghiệp. Đó. Nhưng mà khi nó không có cái chánh niệm thì nó chỉ đơn giản là nó không có chi phần của chánh niệm thôi. Còn cái chuyện mà quý vị hồi hướng đạo quả giải thoát đó là nó thuộc về chánh kiến. À, nó thuộc về chánh kiến, chánh tư duy, chứ nó không phải chánh niệm. Thành ra Bát Chánh Đạo đó, các chi phần của Bát Chánh Đạo, cái nào ra cái đó, chứ chúng ta không thể lẫn lộn giữa cái chánh kiến với chánh niệm, giữa cái chánh tư duy với chánh niệm, giữa cái chánh nghiệp với chánh niệm, giữa cái chánh mạng với chánh niệm, thì không phải. Phân biệt rõ,